Người đẹp thì không cần phải bán. Mình ngắm xóa sửa mắt ra trong vài hôm cho nó kia. Nó phải gặp khách. Gặp khách thì bao thích. Phải là gặp khách mà gặp thằng biết. Đúng rồi. Là chuẩn chuẩn thằng gặp thằng biết. Biết thì bao tiền người ta cũng mua mà. Phải gặp thằng biết về cây thì phải làm rơi tiền. Gặp cái thằng nói chung là ba cây cần thăng thì cây này hơn. Cả bệ đứng cả. Đáng. Nhất thuật. Bao tiền cây người ta nhận được gì? Người ta nhận thêm đến 2 triệu. Đấy, cây cần thăng. Giá được cái thằng nào đồng giá hơn thì mày bán. Đâu, cháu đang người ta đến tận nơi mà lấy cháu. Đấy đâu. Cây này bao tiền cô? 11 triệu. Chưa thấy cây cần thăng nào tán như này. À rồi. Cái này đi triển lãm chứ cô? Sợ ơi. Liếm đâu ra mà phải triển lãm. Nè vậy. Phan thấy được không? Hả? Được không? Bảo cái này cái tùng đẹp quá. Chuẩn. Ôi trời, tùng cái này thì... Cái tùng có đôi cái tùng giống này. Tùng cối này đẹp lắm, nhưng gần đấy đông ra hiếm lắm. Khó đắt lắm. Chuẩn, cũng cần chuyển. Làm hơi khó. Cần thăng thì nó làm nó dễ hơn. Đấy. Hết rồi, Tết cũng bị rụng. Ờ, Tết là rụng hết. À, cứ mua đông, mua đông hết. Mua mũi thôi. Bây giờ chỉ mất mua Tết là mua rồi, Tết là mua ra là rụng hết tiểu không rồi. Đem ra là suốt mẹ nghe, cứ lần ba là vợ chạy cả chân mà. Mình thấy chân chơi là còn ăn nhiều lắm. Rụng. Cần thăng á? Thăng này mà làm lúc này mấy chục năm. Mấy thằng hỏi cây cần thăng này bao tiền? Xong rồi nghe đất quá là kêu mua cây cần thăng ở cái đất. Cây đáng bao nhiêu cây? Trăm bạc cây. Hai ba trăm. Gốc to lắm, gốc cũng to lắm. Mày về mày làm đi, để lúc mày đi văn điển nên hoàn toàn hỏa thiêu lụng chưa lên cây. Vâng ạ. Thấy đâu rồi nhỉ? Mà không có người làm thì bao giờ cho có cây. Riêng cây bonsai này và riêng bonsai này phải có bàn tay. Đây hấp lắm à? Hấp đây càng hấp rồi. Trẻ luôn. Wow. Hấp nhiều đằng này con mày rồi. Làm nó để lại con cháu hưởng được. Biết con cháu nó hưởng hay là nó lại để lúc mà nàng có trắng rồi cho con bay đi hết. Đẹp quá. Con này xù xì, này cũng dài. Tiền này là vâng. Tiền thì là tờ giấy đúng không? Chả sai, chả ngắm, chả cắt, không ngắm hết. Này cũng đẹp. Đây của cô rồi. Đúng rồi. Nhất Hoàng Hoa Thám rồi. Thế phải thấy đẹp phải chạy vào luôn. Người mua cái tiền thì không biết cây. Cái tùng cối này ngày xưa nó không sửa đây. Nó có sửa, rất đẹp. Đấy, tùng tuyết. Đấy, có mang tiền cây thì không biết cây đâu. Tuyết tùng. Đấy, Sam này gốc kinh nhỉ. Đây là tùng xa. Đây mà sửa đi, mà sửa đi. Sửa như nào đâu mà sửa như nào. Sửa cũng ngoài này. Lá nó ngắn lá thì cũng đẹp. Như thế này con mà có để dài dài ngọn luôn. Cối đẹp ít thì cũng đẹp mà. Đẹp hơn nhiều. Sao nào? Không sao đâu. Sao nào? 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 Sao
Đấy, dưới này này. Đấy, tiền không có mà. Đây, hoa hậu đây, gác chân đây. Cháu chui vào trong kia tí được không? Quay trong kia tí được không? Bây giờ thì không vào được, chưa vào. À, này, chưa vâng. Vào. Thấy cái cây... Cây này là sẽ vào trong kia, chưa vào được. Vâng, thấy cây... Còn cây này là cây cao thôi. Đây là cây cao. Cây cao cũng đẹp. Cao đẹp. Cây cao nó đẹp. Ai để, có nhìn nó khóc. Cây cao nó nhìn nó khóc. Cây cây. Cây này là người ta đi, bên này là thấp, người ta đi không nhìn thấy. Cho bằng ra, cho bằng ra. Chơi được bông, vừa có thể chơi được chi răm, nhìn rõ. Khác với các cụ ngày xưa là làm một cái bông thật to mà em không nhìn thấy răm với thân đâu. Sam núi ấy cũng kinh ấy nhỉ. Nhỏ nhỏ. Bây giờ thì cái đèn sáng lắm. Vâng. Cháu không có tiền nên phải quay về cho xem. Cháu thấy hay đi bán cây mà. Ai? Ông vừa nãy đứng đây. Đấy, đi đằng trên nó như này, cái tông xa. Hôm cháu gặp ở chợ Hà Đông mà. Ui, cây sơn liễu này của cô đẹp quá. Toàn hàng kích độc. Cái sơn liễu này cũng làm mê người. Nhìn cái thân nó thích ấy. Bạch Diệp mấy cái thế ở trong kia.
cái sụp trong góc trong cùng các bác không nhìn thấy được. Quế cổ. Chậm cũng ơi. Này đi qua ai phải vào nghế tí. Để trưng nó lên chào hàng. Phun cái đoạn kia lên để nó che những cái vết cắt này đi. Để đây cho thiên hạ xem. Để đây để trưng là có cây đẹp rồi. Tăng vài hôm thôi, chị bày vài hôm thôi, thích mắt mình thôi. Các bạn mình lắm đấy chị. Đúng rồi. Thật sự này. Cây đẹp thì không cần phải bán. Mình ngắm so sửa mắt ra trong vài hôm cho trong kia. Đây là sân chỗ là. Có bây giờ thật hàng này cũng phải là dễ bán. Nó phải gặp khách. Gặp khách thì bao không thích. Phải là gặp khách mà gặp thằng biết. Đúng rồi. Chuyện chuẩn thằng nó không biết. Biết thì bao tiền người ta cũng mua mà. Phải gặp thằng biết về cây thì phải là một rơi tiền. Nói chung là ba cây cần thăng thì cây này hơn cả bệ lẫn cả quán. Nhất thuật. Bao tiền cây ra Nhật này chị? Cây ra Nhật đêm này anh 2 triệu. Có 218 cũng đẹp lắm. Thôi thì giảm bao nhiêu thì giảm, cứ mà hàng đi là giảm đi. Mình cho mình được cái chậu rồi. Đây là cái chậu. Nó rẻ mà 500.000. 500.000 thì chưa bác này, chưa em đổ chỗ đổ tiền mua chậu à. Cái chậu kia phải mấy trăm rồi. Chậu Đồng Nai mấy trăm rồi. Cái chậu là chậu đất rồi. Rồi. Cái này cây chơi lùm thôi chứ không được. Cây chơi lùm. Được cái chậu rồi. Chậu à, đấy, ý là nó lại đi kèm cái chậu rồi. Cái xanh là bao nhiêu? Thì cái này đẩy ra lùi cái chân này ra, cái xanh nghe ra. Tính như này còn phải tính đâu. Tính như thế mà. 500 thì lấy cây không thôi. Cây không một cái chậu, cái nhà không chậu. Chậu này nó lúc không có. Tao mới mua nó một vẻ. Nhưng cây cần thăng. Con này có cây cần thăng, nó trắng nhiều, nó sẽ dán gì, nó to rồi. Cây rồi, mấy chục triệu. Nó to, nó cao. Đấy, để cho cây thế ra, cây ra, cây xanh ra. Con mình là làm các cái bánh luôn. Bà hãy tự làm đấy đấy. Một cái nhà chẳng có cây. Này, đúng.
Đó là con trai là thua. Không thể đi mới đem lên chương trình. Giỏi đấy, chào.